lo, bây giờ là 8 giờ. 8 giờ thì đang chờ chị của Nguyên là anh này. Đây là hành lý của 3 ngày. Từ 5, 6, 7 à, anh Mạnh tới rồi, đi thôi cho kịp giờ nào. Let's go. Nổ máy lên bằng bề ta đắp lên những cung đường dài, rồi ngược miền xa lắc lư để bánh xe cuộc đời lắm niềm vui khám phá. Có biết bao nhiêu điều khi tìm nhận ta yêu vào cuộc sống muôn phương, đường dài hơn những gian khó. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê dấu có tay ngờ tôi có luôn vượt qua bao nhiêu bão. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê dấu có tay ngờ được đi gì vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Đang thử thách thì gãy cánh lần một, ha ha. Chỗ sửa xe nào gần không nhỉ? Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Hết cái dốc rồi là tới rồi. Hai thanh niên may là chân dài với lại khỏe cho nên là mém xòe. Cái cú hồi nãy có con hòn đá giữa đường á. Má, anh Mạnh vừa mới lách cái Nguyên lách luôn. Má sợ tập may. Cú đó Nguyên cũng chắc cũng mém đấy. Ăn cục đá đó chắc cũng đi đấy. Đó đó, cuối dốc. Kìa kìa, bà mèo kìa. May hơn. May. May ăn thơm nữa với cơm. Chứ ăn không qua đấy anh thấy rất là trông tịch rồi, hết trông chân. Có bao nhiêu cái xe chân rất là mặt. Bằng cái túi rồi. Thế là anh bảo không biết làm việc rỉa thôi, ngã ngã rỉa. May không có xe đi. Mà đang chờ bà xe để đi tiếp. Sửa xe xong rồi, chinh phục những chặng đường tiếp theo nào. Ta đắp lên những cung
Tôi bình rượu. Nhậu không? Em có nhậu không? Có, bữa nay đi nhậu. Cái gì hình như là em có comment là em mang hai chiếc rượu. Bây giờ là chắc 3 giờ, 3 rưỡi. Bây giờ là 3 rưỡi. 3 rưỡi tại ta xua. Đang bóc. Thế là chạy mất 5 tiếng đúng không? 5 tiếng. Đi ăn. Tại ta xua. Nghỉ xíu đã, lát nữa đi đường kia. Sao bữa nay vẫn con xe với trước hả? Dạ, thay bánh luôn. Thay luôn thì chứ. Đẹp ga luôn. Khách đúc tour bằng từ 1 tháng. khách đúc tour bằng từ 1 tháng 5 rồi. À vậy, kiếm tỷ. Nào, ăn bụng về và ăn bụng. Ok, với cốt năm 2 năm rẻ quá nhưng mà tôi chấp nhận. Em nó đang quay phải không em? Ừ. Mọi người đang chuẩn bị đi vào rừng đúng không? Không, bây giờ rất là đông luôn. Bây giờ mới là đi ra sóng lưng nè. Bây giờ ở đây chưa phải sóng lưng thôi. We'll be right back.
chưa mà, lớp nữa. Mình tưởng đã tới nơi nên mừng vội. Bây giờ chờ mọi người hái rau ăn tối đã. Đây mọi người đang hái rau để tí nữa mình nấu cơm ăn. Ngải cứu nha. Thì có đúng cây ngải cứu với cây nào đâu. Xin nghỉ làm thế là em phải dạy online, không ai dạy thay được. Thế là lúc nãy em mới phải ở trên rú trên kia. Thế bình thường là em dạy lỡ đứng lớp à? Vâng, bình thường em mới chỉ đứng lớp cái lớp bắt đầu thôi. Em sinh viên năm tư mà chưa được đứng lớp cao. Dạy ở trung tâm hả? Đúng rồi ạ. Kiểu đấy là công ty du học ấy thì người ta có những khóa đào tạo tiếng Pháp để cho ai có nhu cầu. Đang làm gì mèo? Hai ngày cứu nè. Toby con tờ new, các bạn đón chờ tập tiếp theo nhé.